Mỹ Tho Laptop xin kính chào các bạn. Trong video lần này mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn chiếc máy tính xách tay đến từ thương hiệu HP với mã là HP15G042TU. Đây là một chiếc máy có thiết kế thời trang hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Cấu hình khá với chip Intel Core i3, RAM 4GB, đa kết nối, webcam chất lượng cao, có thể thực hiện được các cuộc gọi video. Thì chiếc máy này sẽ phù hợp nhất với những bạn là người dùng văn phòng, học sinh, sinh viên cần một chiếc laptop cấu hình khá, màn hình to để có thể vừa làm việc, học tập, giải trí, chơi game nhẹ. Hãy cùng Mỹ Tho Laptop đánh giá chiếc máy HP15G042TU để các bạn có một sự quyết định là có nên đầu tư chiếc máy này cho công việc, học tập cũng như là giải trí của mình hay không nhé. Về phần ngoại hình, HP15G042TU trông rất mượt mà với các góc được bo tròn, tinh tế, lớp vỏ ngoài hạn chế bám bẩn, dễ dàng lau chùi. Máy cũng có thiết kế gọn gàng, nhẹ, giúp việc di động trở nên đơn giản hơn. HP15G042TU sử dụng chip Intel Core i3 thế hệ thứ tư có tốc độ từ 1.9GHz và RAM nguyên bản 4GB. Có thể đảm nhận tốt nhu cầu làm việc văn phòng, ứng dụng học tập, lướt web, tìm kiếm thông tin hay nghe nhạc, xem phim, giải trí, chơi game nhẹ. Về phần màn hình thì máy được trang bị màn hình rộng 15.6 inch với độ phân giải HD, mang đến khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, rực rỡ. Công nghệ chiếu sáng bằng đèn LED góp phần tiết kiệm được điện năng tiêu thụ và cũng đảm bảo được độ sáng. Máy được trang bị ổ cứng HDD 500GB nguyên bản, thỏa mãn nhu cầu lưu trữ nhiều dữ liệu, nội dung cần thiết, cài đặt phần mềm hay trò chơi một cách thoải mái. Bạn có thể chia sẻ thông tin dễ dàng qua các cổng kết nối như là USB, khe đọc thẻ nhớ, tốc độ cao. Về phần bàn phím thì HP15G042TU được trang bị một bàn phím đầy đủ với các phím bấm êm, hạn chế tiếng động, kích thước rộng và khoảng cách giữa các phím hợp lý cho bạn cảm giác thoải mái với tốc độ bấm cực nhanh khi thao tác trên máy tính. Máy được trang bị webcam tích hợp nhằm đảm bảo có thể thực hiện các cuộc gọi video được thuận tiện. Hơn nữa, webcam chất lượng cao cho hình ảnh rất tốt, giúp việc liên lạc giữa hai bên trở nên rõ ràng, sắc nét hơn. Laptop HP15G042TU đang được bán tại Mỹ Tho Laptop. Máy được bán ra bảo hành 6 tháng phần cứng và bảo hành trọn đời phần mềm. Khi mua máy, các bạn sẽ được tặng kèm chuột không dây, lót chuột, túi chống sốc và ba lô laptop. Nếu cần thông tin chi tiết về sản phẩm này, vui lòng inbox trực tiếp cho bộ phận online của Mỹ Tho Laptop để được hỗ trợ sớm nhất về sản phẩm cũng như là giao hàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này.